Làm gì khi mà thông báo Bitcoin ETF ra mắt? Chắc hẳn đây là câu hỏi mà rất nhiều anh em đang phân vân trong 2-3 ngày gần đây. Chấp thuận hay không ở thời điểm hiện tại thì riêng đối với cá nhân mình nó không quá quan trọng nữa, khi mà Bitcoin gần như là đã confirm là tiếp tục tăng ở thời điểm hiện tại cho đến trước cái sự kiện Bitcoin halving rồi. Thời điểm này thì tỷ lệ long short của Bitcoin đã khá là cân bằng ở trên các cái sàn giao dịch tập trung. Đi kèm với đấy thì cụm từ Bitcoin ETF hiện đang là top trending ở trên nền tảng X. Mình thử lướt qua và xem mọi người nhận định như thế nào về những cái thông tin này nhé. Người thì Bitcoin ETF 95% được thông qua. Các báo thì liên tục breaking news về những cái thông báo này. Sáng nay thì một sự kiện hy hữu đã xảy ra khi mà kênh thông tin của SEC ở trên X đã đăng bài thông qua về quỹ Bitcoin ETF và ngay sau đấy thì xóa ngay. Ngoài việc gần như là chắc chắn quyết định này sẽ xảy ra khi mà có thể bài đăng đấy nó chỉ đăng lên sai ngày mà thôi, mình cũng tạm tin là Bitcoin ETF sẽ được thông qua. Tuy nhiên, không thể bỏ qua được việc là các nhà chức trách của Mỹ hoàn toàn có thể quay xe ở thời điểm cuối. Khi mà nói về Bitcoin ETF, có một cái tên khá là quan trọng đã lên tiếng, đó là cựu chủ tịch của SEC, ông Jay Clayton, đã nói là việc phê duyệt là không thể tránh khỏi và là một bước lớn đối với Bitcoin cũng như là hệ thống tài chính nói chung. Bên cạnh đấy thì BlackRock, một công ty tài chính, đưa ra kiến nghị mở quỹ Bitcoin ETF khá là tự tin trước cái thời điểm đưa tin này của SEC. Tuy nhiên, để nói một cách công bằng, việc công nhận quỹ Bitcoin ETF là một cái sự kiện cực lớn đối với thị trường crypto nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Điều này có thể đưa hàng tỷ đô vốn mới vào thị trường tiền điện tử, gây ra một cái làn sóng tăng mạnh dành cho Bitcoin. Nhưng đây là thời điểm Bitcoin ETF được thông qua mà thôi. Đối với các cái nhà phân tích lớn thì đang có một cái chiều hướng suy nghĩ khác nha anh em. Giá của Bitcoin đã tăng 61% kể từ tháng 10, với kỳ vọng đến từ các cá voi là quỹ ETF được thông qua, và khi điều đấy xảy ra thì không có gì chắc chắn là sẽ không có một cái đợt bán tháo để chốt lời cả. Nhìn lại quá khứ một chút, khi mà ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin CME vào tháng 12 năm 2017 hay là Coinbase niêm yết lên Nasdaq vào tháng 4 năm 2021 thì trong những trường hợp đấy, giá Bitcoin chỉ tăng ở trong cái thời điểm ra tin và sụp đổ vài tuần sau sự kiện. Về phía CryptoQuant thì đã có khuyến cáo là Bitcoin hoàn toàn có thể giảm về 32k đô. Không chỉ CryptoQuant mà QCP Capital, một công ty giao dịch tiền điện tử tại Singapore, cũng nghiên cứu về nhu cầu của Bitcoin sau khi mà quỹ ETF ra mắt có thể dẫn đến một kịch bản bán tháo khá là classic. Tuy nhiên, sau khi mà cái thông tin quỹ Bitcoin ETF ra mắt thì chúng ta lại có một cái sự kiện khá lớn của Bitcoin, có thể tính ngang với ở World Cup 4 năm một lần, đấy là sự kiện Bitcoin halving, giảm phần thưởng Bitcoin khi đào, gián tiếp làm giảm cái lượng cung ở trên thị trường. Và theo lý thuyết kinh tế thì những cái sản phẩm đã được chấp nhận và xác định là có giá trị cao thì cầu càng giảm thì giá càng tăng. Vào thời điểm này, trong trường hợp quỹ đầu tư Bitcoin ETF được duyệt thì dòng tiền lớn nó sẽ đổ vào Bit. Tuy nhiên, trong một ngày đầu tiên thì chỉ có Bitcoin hấp thụ được mà thôi. Chỉ số Bitcoin Dominance đang lên cao ở ngưỡng 54,11%, hơn một nửa vốn hóa của thị trường. Vậy nên, trong đêm nay, khi mà Bitcoin ETF được ra mắt, được thông qua một cách chính thức, thì mình dự đoán là Bitcoin có thể được kéo lên mốc khoảng 48k đến 48k5. Kéo theo đấy là cái sự thanh lý hàng loạt của lệnh short. Mình thì mình kỳ vọng là sẽ sideways ở cái vùng 48 đến 48k5 này một chút để altcoin có thời gian hấp thụ thêm cái dòng tiền mới chảy vào thị trường này. Những đồng coin mà anh em nên chú ý ở thời điểm hiện tại, có những cái tên mà chỉ cần Bitcoin có động tĩnh đi lên một chút thôi là sẽ bay phớ lớ. Đầu tiên là token HOLD và thứ hai là các cái layer 2 như là OP hay là Arbitrum. Và nếu cái token SAI dự án mới listing ở trên Binance tăng mạnh thì dòng tiền ở GameFi sẽ tăng cực kỳ nhiều và sẽ cực kỳ FOMO trong